bà bầu nên ăn gì để có một thai kỳ khỏe mạnh. Có kinh nghiệm lựa chọn thực phẩm tốt cho bà bầu sẽ giúp đảm bảo sức khỏe cả mẹ lẫn con trong toàn bộ thai kỳ. Hơn nữa, lựa chọn thực phẩm tốt cho bà bầu ngay từ ban đầu cũng sẽ hỗ trợ mẹ bầu giảm cân dễ dàng hơn sau khi sinh. Video này là 9 loại thực phẩm tốt nhất cho bà bầu và rất cần thiết cho thai kỳ. Bạn cùng tham khảo nhé! Trứng, thực phẩm tốt cho sức khỏe bà bầu. Bà bầu nên ăn gì trong quá trình mang thai? Câu trả lời sẽ là trứng. Trứng là một trong những loại thực phẩm vô cùng bổ dưỡng. Theo thống kê, mỗi quả trứng chỉ chứa khoảng 90 calo, nhưng thành phần lại có gần như mọi chất dinh dưỡng cần thiết ở trong thai kỳ. Trong thực đơn ăn uống của bà bầu, nhất định không được thiếu trứng. Không những thế, trứng còn là nguồn protein dồi dào, đồng thời bổ sung nhiều yếu tố quan trọng cho sự hình thành và phát triển của hệ xương và não bộ của thai nhi, như axit béo omega 3, choline, vitamin D, canxi, kẽm. 2. Các loại đậu bổ sung chất xơ cho bà bầu. Các loại đậu là thực phẩm tốt cho thai kỳ. Nhắc đến những thực phẩm tốt cho bà bầu, không thể bỏ qua các loại đậu. Bởi lẽ, chúng là nguồn dưỡng chất cung cấp chất xơ, protein, sắt, folate, vitamin B9 và canxi vô cùng phong phú. Những dưỡng chất này đều là những yếu tố cần thiết để đảm bảo sức khỏe thai kỳ. Đặc biệt là folate, một trong những dạng của vitamin B9, đóng vai trò quan trọng đối với sức khỏe của cả mẹ lẫn bé, nhất là trong tam cá nguyệt đầu tiên. Có một thực tế đáng buồn là hầu hết phụ nữ mang thai đều không được bổ sung đủ folate trong giai đoạn này. Vậy nên, mẹ bầu ngay từ thời điểm xem video này nên sử dụng đa dạng các loại đậu ở trong bữa ăn của mình, bao gồm đậu lăng, đậu Hà Lan, đậu nành, đậu phộng. Theo thông tin được công bố, cứ mỗi chén đậu nấu chín có thể cung cấp từ 65-90% về nhu cầu folate cho cơ thể, con số rất ấn tượng đối với mọi thực đơn của bà bầu. Đậu còn có nhiều chất xơ sẽ giúp mẹ bầu phòng tránh được tình trạng táo bón và trĩ thường gặp khi mang thai. 3. Cam, quýt, thực đơn của bà bầu hàng ngày. Cam quýt là thực phẩm cho bà bầu rất tốt. Bà bầu nên ăn gì trong thai kỳ? Chắc hẳn không thể bỏ qua cam quýt vì ngoài hương vị thơm ngon, cam quýt còn bổ sung rất nhiều chất dinh dưỡng cần thiết ở trong thai kỳ. Nổi bật nhất là vitamin C, chất xơ cùng hàng loạt tác nhân chống oxy hóa khác. Theo đó, lượng vitamin C dồi dào có trong cam hoặc quýt sẽ giúp cơ thể hấp thụ sắt dễ dàng hơn. Thực tế khá nhiều mẹ bầu gặp phải tình trạng thiếu sắt, từ đó dẫn đến nguy cơ thiếu máu rất là nguy hiểm. Ngoài vai trò này, vitamin C cũng rất có lợi cho sức khỏe của làn da và cải thiện hệ miễn dịch. Các loại quả như cam, quýt chứa nhiều vitamin C, chất xơ, vitamin, chất chống oxy hóa và các hợp chất thực vật. Chúng có thể bù nước, đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng cho thai phụ. 4. Thịt nạc, bò, gà, heo, thực phẩm tốt cho bà bầu dưỡng thai. Trong thực đơn của bà bầu thì thịt bò, thịt lợn, thịt gà là món ăn quen thuộc. Các loại thịt này là nguồn protein chất lượng cao và cũng là thực phẩm tốt cho bà bầu. Trong thịt gà có chứa nhiều protein, các khoáng chất như là sắt, canxi. Tất nhiên không thể thiếu các loại vitamin như là A, D, E, B1, B2. Những chất này sẽ giúp mẹ bổ sung dinh dưỡng trong thai kỳ. Đối với thai nhi, sắt trong thịt gà giúp tạo ra các tế bào máu đỏ, giúp mẹ có đủ oxy cung cấp cho bé. Ngoài ra, thịt bò và thịt lợn cũng rất giàu chất sắt, choline và các vitamin nhóm B khác. Tất cả đều cần thiết cho mẹ và đòi hỏi hàm lượng cao hơn trong thai kỳ. Ăn các loại thịt kèm các loại thực phẩm giàu vitamin C, chẳng hạn như cam hoặc là ớt chuông, cũng có thể giúp tăng hấp thu sắt từ bữa ăn. Thịt nạc là một nguồn protein chất lượng cao và giàu chất sắt, choline và vitamin B, tất cả đều là những chất dinh dưỡng quan trọng có trong thai kỳ. 5. Bơ, siêu thực phẩm dành cho thai kỳ. Điều thú vị nhất của trái bơ là một loại trái cây khác thường vì chúng chứa rất nhiều axit béo không bão hòa đơn. Ngoài ra, quả bơ cũng rất giàu chất xơ, vitamin B, đặc biệt là folate, C, E, K cùng những khoáng chất quan trọng như kali, đồng. Do trong quả bơ sở hữu những thành phần quan trọng cần thiết cho thai kỳ như là folate, kali, nên bơ được xếp vào danh mục những loại thực phẩm tốt cho bà bầu. Như công bố của các nhà dinh dưỡng, các chất béo không bão hòa đơn có trong bơ đóng vai trò tham gia vào quá trình hình thành nên da, não và các mô của thai nhi. Lượng kali dồi dào có trong quả bơ có thể giúp giảm tình trạng mẹ bầu bị chuột rút khi mang thai. Tác dụng phụ của thai kỳ đối với một số phụ nữ. Trên thực tế, bơ chứa nhiều kali hơn chuối. Bơ có thể chế biến thành nhiều món ăn và thức uống khác nhau.
6. Khoai lang, thực phẩm rất tốt cho sức khỏe thai kỳ. Nếu đang thắc mắc bà bầu nên ăn gì thì khoai lang là một nguyên liệu tuyệt vời cho bạn. Bởi lẽ, thực phẩm tốt cho bà bầu này rất giàu beta-carotene, một hợp chất thực vật chuyển đổi thành vitamin A trong cơ thể bạn. Các chất dinh dưỡng có trong khoai lang rất cần thiết cho sự tăng trưởng và sự biệt hóa của các tế bào và mô trong cơ thể. Do vậy, thành phần dinh dưỡng trong khoai lang cũng rất quan trọng đối với sự phát triển của thai nhi. Trong thực đơn cho phụ nữ mang thai, thường được khuyên rằng nên gia tăng lượng bổ sung vitamin A lên 10-40%. Nhưng lưu ý rằng, trong thực đơn hàng ngày cho bà bầu nên tránh sử dụng nguồn vitamin A từ động vật bởi nó có thể gây độc tính nếu tiêu thụ quá mức. Do vậy, sử dụng khoai lang trong bữa ăn dành cho bà bầu vẫn là lựa chọn hợp lý. Beta-carotene vẫn là nguồn cung cấp vitamin A tối ưu cho thai phụ. Chỉ cần 100-150g khoai lang được nấu chín đã đáp ứng đủ nhu cầu về dưỡng chất trong ngày đối với mẹ bầu. 7. Bông cải xanh, đặc biệt giàu dinh dưỡng cho thai kỳ khỏe mạnh. Bông cải xanh là thực phẩm rất tốt cho bà bầu. Bông cải xanh cũng như các loại rau có màu xanh đậm, chúng chứa rất nhiều chất dinh dưỡng bà bầu cần có trong cả thai kỳ. Chúng bao gồm chất xơ, vitamin C, vitamin K, vitamin A, canxi, sắt, folate và kali. Không những thế, bông cải xanh nói riêng hay các loại rau nhà cải nói chung đều là những loại nguyên liệu nấu ăn cho bà bầu rất giàu chất chống oxy hóa. Đặc biệt là các hợp chất thực vật như sulforaphane rất có lợi cho hệ tiêu hóa và miễn dịch của cơ thể. Do hàm lượng chất xơ cao nên khi sử dụng các nguyên liệu này để nấu ăn cho bà bầu có thể giúp ngăn ngừa táo bón khi mang thai. Táo bón là một trong những vấn đề rất phổ biến ở phụ nữ mang thai. Táo bón có thể ảnh hưởng đến tâm lý của bà bầu trong thai kỳ nữa. Bông cải xanh chứa vitamin C giúp tăng cường hệ miễn dịch, canxi giúp tốt cho xương, chất xơ giúp tiêu hóa dễ dàng, ngăn ngừa táo bón. Hơn thế nữa, trong thời kỳ mang thai, chất sắt có trong bông cải xanh giúp tăng tế bào máu đỏ cho bé, giúp thai nhi phát triển khỏe mạnh hơn. 8. Sữa chua, thực phẩm cực tốt cho bà bầu. Sữa chua an toàn cho mẹ bầu. Khi mang thai, mẹ bầu được khuyến cáo nên bổ sung nhiều protein và canxi hơn để đáp ứng nhu cầu của thai nhi đang phát triển. Cả hai thành phần này đều có mặt trong sữa và các sản phẩm của sữa. Thế nhưng, sữa chua lại là thực phẩm được khuyến cáo nên dùng cho mẹ bầu hơn cả. Bởi lẽ nó sở hữu lượng canxi dồi dào, đồng thời bổ sung nhiều lợi khuẩn tốt cho sức khỏe. Lợi khuẩn trong sữa chua đóng vai trò giúp hệ tiêu hóa hoạt động tốt. Nhờ vậy mà mẹ bầu sẽ phòng tránh được những vấn đề phổ biến trong thai kỳ như là táo bón, đầy hơi, trướng bụng. Ngoài ra, lợi khuẩn còn tạo ra sự cân bằng, ức chế sự phát triển của vi khuẩn gây hại, cải thiện sức đề kháng cho cơ thể. Việc bổ sung men vi sinh khi mang thai cũng được chứng minh có thể làm giảm nguy cơ biến chứng như tiền sản giật, tiểu đường thai kỳ, nhiễm trùng âm đạo và dị ứng. 9. Cá hồi. Cá hồi chứa nhiều omega 3. Bà bầu nên ăn gì khi mang thai? Gợi ý đó là cá hồi, bởi đây là thực phẩm rất giàu axit béo omega 3. Loại chất này được tìm thấy với số lượng lớn ở trong hải sản, đóng vai trò rất quan trọng giúp xây dựng bộ não và mắt của thai nhi. Tuy nhiên, phụ nữ mang thai thường được khuyên rằng nên hạn chế ăn hải sản, chỉ nên trong khoảng 2 lần một tuần. Do thủy ngân và các chất gây ô nhiễm khác có trong cá béo có thể gây hại đến mẹ bầu. Hơn nữa, cá hồi là một trong số rất ít nguồn vitamin D tự nhiên, thường thiếu trong chế độ ăn kiêng. Điều này rất quan trọng đối với nhiều quá trình trong cơ thể bạn, bao gồm cả sức khỏe xương và chức năng miễn dịch. Cá hồi được xem là siêu thực phẩm cho mẹ bầu vì chứa rất nhiều chất dinh dưỡng như các loại vitamin A, B, D, các vi chất canxi, kali, kẽm. Ngoài ra, nguồn EPA và DHA có trong cá rất quan trọng cho sự phát triển não bộ và mắt ở thai nhi đang phát triển. Tuy nhiên, cần lưu ý sử dụng lượng cá hồi phù hợp để tránh dư chất hoặc là nhiễm độc thủy ngân có trong cá nhé. Với 9 thực phẩm tốt cho bà bầu, hy vọng bạn sẽ có một thai kỳ khỏe mạnh. Nếu bạn dị ứng với bất kỳ thực phẩm nào trong danh sách này, bạn có thể tham khảo ý kiến của bác sĩ về một số loại thực phẩm khác nhé. Các bạn thấy những món ăn ngon mà bản lớp ẩm thực vừa cung cấp như thế nào? Có thể để lại bình luận ở bên dưới để chia sẻ nhé. Còn bây giờ thì đừng quên nhấn like, share và theo dõi ủng hộ kênh. Các bạn có thể xem thêm những video liên quan, chỉ cần nhấn vào video ở bên trái và bên phải của màn hình nhé.